Người đàn ông này bị mắc chứng tự kỷ, đột nhiên một tấm biển ngay trước mặt bị rơi xuống, trúng vào người một cậu bé. Những miếng thủy tinh rơi xuống đã làm cậu chảy rất nhiều máu. Người bố thấy vậy liền hét lên cầu cứu, nhưng anh ta cũng không hề ra tay. Lúc này có một bác sĩ đã xông đến, đầu tiên là bịt chặt miệng vết thương, nhưng người đàn ông đột nhiên lên tiếng ngăn cản, anh làm như vậy sẽ giết chết đứa trẻ. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, anh giữ như vậy sẽ đè lên khí quản và làm cho cậu bé không thể thở. Anh ta tiến lại nâng bàn tay của bác sĩ lên phía cao hơn, cậu bé lập tức thở hắt một hơi, nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy có điều khác thường. Anh ta kiểm tra cánh tay cậu bé, một mô hình cơ thể con người đột nhiên hiện lên trước mắt anh ta, sau đó liền nhìn ra được mạch máu của cậu, phổi trái đang bị thương, lồng ngực cũng đang bị ép vào. Điều này làm cho bác sĩ có chút mơ hồ, tại sao anh không thể nhìn ra bất kỳ điều gì. Người đàn ông nhẹ nhàng nhấn vào trong lồng ngực của cậu bé, sau đó liền nở nụ cười, hét lên hỏi người xung quanh xem ai có dao, nhưng những người đó chỉ đang lấy điện thoại ra để quay phim, không có ai lên tiếng cả. Người đàn ông nói với bác sĩ giữ chặt vết thương cho cậu bé, sau đó quay người rời đi. Tôi cần một con dao. Hóa ra cậu ta đang đi tìm dao, ở đây là sân bay, vì vậy bảo vệ sẽ không đưa cho anh, nhưng thời gian cấp bách, nếu còn kéo dài thì cậu bé sẽ mất mạng. Người đàn ông lại mắc chứng tự kỷ nên giao tiếp không giỏi, anh ta nói rằng đây là một cuộc phẫu thuật rất quan trọng. Nhìn nét mặt anh ta không hề có chút vội vàng nào, bảo vệ hoàn toàn không tin, vì vậy nhân lúc bảo vệ quay người đi, anh ta đã cầm con dao lên và chạy mất, nhưng vẫn bị bảo vệ tóm được. Lúc này mẹ của cậu bé đi đến giải thích, mới để cho bảo vệ thả chàng trai. Sau đó anh ta đem đến 2 bình rượu và một ống dẫn khí đi đến, lấy rượu đổ lên người cậu bé, dùng dao, ống dẫn khí, đeo găng tay, hoàn thành xong những động tác mà đến bác sĩ cũng không thể hiểu. Sau đó dùng chiếc dao nhỏ cắt vào sườn của cậu bé, cho ống dẫn khí vào bên trong. Kỳ tích đã xảy ra, chiếc bình bắt đầu nổi bong bóng lên, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông giải thích, trước khi điều trị vết thương, không khí sẽ đi vào từ bên trong sườn và tích trữ tại đó, khí quản sẽ sử dụng nguồn không khí được lưu thông, chất lỏng trong bình rượu sẽ giúp ngăn cản sự lưu thông của không khí. Nhìn thấy cậu bé bắt đầu hít thở trở lại, mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay hoan hô, anh ấy chính là Murphy. Nhanh chóng dựa vào kỹ năng của bản thân để chứng minh với mọi người rằng người bị bệnh tự kỷ cũng có thể trở thành bác sĩ. Ngồi trên chiếc xe cứu thương, Murphy phát hiện ra nhịp tim của cậu bé đang không bình thường, nhưng bác sĩ ngồi bên cạnh lại chẳng hề nhận ra, thậm chí còn nghĩ rằng Murphy đang cố gây chuyện. Đến bệnh viện, Murphy đề nghị cho cậu bé được kiểm tra phần tim của cậu ấy, cậu bé cần phải được chụp X-quang phần tim, nhưng nữ bác sĩ không làm theo, còn ngăn cậu ta lại trước phòng phẫu thuật. Murphy muốn xông vào trong nhưng lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài, đi đường khác cũng vẫn bị chặn. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nhìn thấy chiếc bình oxy mà Murphy đã làm, đã không nhịn được mà khen ngợi, thật tài giỏi. Sau đó, bác sĩ cũng phát hiện ra tim của cậu bé có vấn đề, lập tức nói. Nhìn thấy Murphy kiên quyết tin vào phán đoán của bản thân như vậy, nữ bác sĩ đã quyết định cho anh được vào phòng phẫu thuật. Murphy nhìn vào chiếc máy siêu âm, quay lại một lần nữa. Chính tại chỗ này, tất cả mọi người đều không thể nhìn ra điều khác thường, nhưng chỉ có anh ta phát hiện. Sau đó, bác sĩ từ bên trong tim của cậu bé tìm thấy một mảnh thủy tinh siêu nhỏ, người có thể nhìn thấy mảnh thủy tinh thông qua màn hình siêu âm, tìm ra được điều bất thường. Đây có lẽ là một điều đặc biệt của Murphy, chính là một khả năng thiên phú. Nhờ vào sự việc lần này, Murphy đã thành công được nhận vào bệnh viện này, trở thành một bác sĩ chính thức. Người bị mắc chứng tự kỷ sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, giống như vị bác sĩ thiên tài tên Murphy này. Mặc dù anh ta có một tài năng thiên phú, nhưng do không thể phân biệt được cảm xúc của người khác, đã làm cho Murphy gặp không ít phiền toái. Trong siêu thị, một tên cướp đang cầm súng chạy vào, ngoại trừ Murphy còn có một cặp tình nhân. Tên tội phạm bắt Murphy giao ra điện thoại và túi đặt xuống đất, một mệnh lệnh đơn giản như vậy nhưng cậu ấy không làm được. Murphy vô cùng hoang mang, đi qua đi lại hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của tên cướp, nên đã làm cho hắn ta nổi giận. Hắn dùng súng bắn thẳng lên người của cô gái. Tất cả mọi người đều cho rằng là Murphy đã làm hại cô gái. Murphy cũng có thể cảm nhận được bản thân có vẻ như đang làm sai chuyện gì đó. Vì vậy khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, Murphy lập tức chạy vào để xem xét tình hình của cô gái, nhưng không may đó là tình hình của cô gái không ổn chút nào. Có một điểm vết thương rất nhỏ đang bị rỉ máu nhưng không ai phát hiện ra. Điều này làm cho thận đang bị tổn thương. Cô gái đang cận kề với cái chết. Tất cả mọi bác sĩ đều rất hoang mang, nhưng Murphy chỉ âm thầm đứng bên cạnh. Không lẽ anh ta đang bị hoảng sợ hay sao? Không ngờ 10 giây sau, Murphy đột nhiên hét lên, nói ra nơi vết thương đang rỉ máu. Hóa ra vừa rồi anh ấy đã tự tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh viên đạn sau khi bắn vào trong bụng. Theo như vị trí mà Murphy nói, bác sĩ đã tìm ra vết thương bị hở và cứu sống cô gái, bù đắp được lỗi lầm của bản thân. Nhưng nghĩ lại, nói theo một cách khác, Murphy cũng là một bệnh nhân. Chứng tự kỷ làm cho anh ta chỉ dựa vào phán đoán để giải quyết mọi việc. Murphy nhận ra một việc làm sai trái thì sẽ không thể làm theo mệnh lệnh của người đó. Nhưng điều này làm cho tôi chợt nghĩ Murphy không phải là một bệnh nhân, anh ấy giống như là một thiên sứ. Murphy mắc phải chứng tự kỷ, chứng bệnh như vậy đã giúp cho anh có được một tài năng khám bệnh thiên phú. Nhưng cho dù là như vậy, khi người nhà bệnh nhân biết được bác sĩ phẫu thuật là Murphy, bọn họ sẽ nói, chúng tôi không thể chấp nhận chuyện một người bị tự kỷ làm phẫu thuật cho con trai. Thậm chí có khi đến đồng nghiệp cũng tỏ thái độ khinh thường anh ấy. Mãi cho đến khi Murphy gặp Kenny. Kenny là một vận động viên, bởi vì thường xuyên chơi điện tử, vì vậy cánh tay của anh ta xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ phụ trách kiểm tra, liền cho rằng đây chỉ là một vấn đề không đáng ngại. Nhưng Murphy vô cùng hoang mang chạy vào, muốn thử nắm lấy tay của Kenny, chỉ dựa vào một hành động nắm tay, nhưng làm cho Kenny cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc này Murphy đã sử dụng khả năng tưởng tượng để quan sát các bộ phận cơ thể của Murphy, tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt, nhanh chóng phát hiện ra các triệu chứng cơ bản của Kenny. Murphy
Murphy nói ra phán đoán của bản thân, nhưng lại bị bác sĩ phụ trách ngắt lời. Trong mắt của bác sĩ phụ trách, Murphy chỉ là một người kém cỏi. Kenny nhận ra được tài năng đặc biệt của Murphy, đã gọi anh đứng lại. Bọn họ không tôn trọng anh, bọn họ nên làm theo những gì mà anh nói. Đây không phải là một trò chơi, tất cả mọi chuyện đều là trò chơi mà thôi. Kenny là người duy nhất không vì việc Murphy bị tự kỷ mà coi thường anh. Dưới sự cổ vũ của Kenny, trong phòng phẫu thuật Murphy đã dũng cảm nói ra ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chẩn đoán dây thần kinh của anh ta, để loại bỏ khả năng bị tổn thương về thần kinh. Không nghi ngờ gì, đối phương hoàn toàn bác bỏ ý kiến của anh. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Murphy lại một lần nữa nói ra chuyện muốn làm cộng hưởng điện từ cho Kenny. Điều này đã làm cho bác sĩ phụ trách vô cùng nổi giận. Hai người họ đứng phía bên ngoài để tranh luận với nhau, nhưng bác sĩ phụ trách không thể ngờ rằng lần kiểm tra này đã tìm thấy các vấn đề là một khối u thần kinh. Rốt cuộc là người như thế nào mà chỉ cần chạm vào tay của bệnh nhân liền có thể tưởng tượng ra bộ phận cơ thể của người khác và từ đó phát hiện ra được vấn đề ở đâu? Đúng vậy, anh ấy mắc chứng tự kỷ, nhưng căn bệnh này không thể ngăn việc anh ta trở thành một bác sĩ thiên tài. Anh ấy cũng là một bệnh nhân, lại có thể nỗ lực hết sức vì mục tiêu của mình, dù cho có phải đi đến một hoàn cảnh mới mà bản thân không hề thích thú. Vậy còn chúng ta, còn có lý do gì mà không